家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分四部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。第一，cô sẽ hướng dẫn các em về giải đề thi HSK cấp 1 và đồng thời cũng là tăng cho các em cái phần giao tiếp được thuận tiện hơn, và cô sẽ dịch trực tiếp ở ngay cái bài HSK cấp 1 cho các em. Phần số 1, tổng cộng có 5 đề, mỗi đề nghe 2 lần. Ví dụ, hẳn cao sinh, rất vui vẻ. Các em nhìn thấy hình vui vẻ đúng với hình thì các em đánh dấu đúng vào đây cho cô. Hẳn cao sinh, đánh dấu đúng vào. Rất là vui vẻ các em. Tiếp tục nữa, các em nhìn hình số 2. Khan tiền yển là xem TV. Nhưng mà ở đây thì hình này không phải xem TV, thì chúng ta đánh hình dấu x các em. Chúng ta đánh hình dấu x vào cho cô. Là dấu sai. Dấu chữ mũi tên đúng ha, và dấu này sai. Khan tiền yển, xem TV. Mà ở đây không phải xem TV thì chúng ta đánh dấu vào cho cô dấu sai. Và bây giờ chúng ta đến với câu số 1 các em. Khan bù chan á. Bây giờ bắt đầu câu số 1, đề số 1. Khan bù chan, nhìn không có thấy. Và đáp án của chúng ta là đúng. Khan bù chan, nhìn không thấy. Câu số 2 các em. Một cái vi tính. Nhưng mà đây là đồng hồ, không phải vi tính các em. Chúng ta đánh dấu x vào đây cho cô. Đánh dấu x vào đây cho cô. Ba, đọc sách. Tủ su. Đọc sách. Ở đây không phải đọc sách các em, mà là thinh nhìn nhuệ, nghe nhạc. Vì vậy chúng ta đánh dấu x vào đây cho cô. Không phải đọc sách các em. Chúa zi hờ yi zi. Chúa zi là cái bàn, yi zi là cái ghế các em. Ở đây chỉ có một cái ghế, chúng ta đánh dấu x cho cô. Sai. Số 5. Zài shang miên, ở phía trên. Zài shang miên. Và cô gái đang chỉ ở phía trên. Đáp án đúng các em. Và bây giờ qua đến phần số 2, gồm 5 câu, mỗi câu được nghe 2 lần các em. Ví dụ, đây là sách của tôi. Các em nhìn thấy sách su là sách, các em đánh vào đáp án đúng A, B, C, chọn A hoặc B hoặc C. Và nhìn đáp án nó đúng thì các em chọn ha. Su là sách. Và bây giờ phần thi bắt đầu các em, đề số 6. Bù khờ chi, xì hoan ma. Đừng khách sáo. Có thích không? Và chúng ta thấy là cái hộp quà này chúng ta tặng quà. Đừng khách sáo, có thích không? Rất là thích, chọn C cho cô. Câu số 7. Bạn có nghe thấy tôi nói gì không? Nǐ néng tìng jiān wǒ shuō huā ma? Đáp án là B. Câu số 8 các em.
八。你前面有几个人？你前面有几个人？phía trước của bạn có mấy người? Và chúng ta chọn đáp án là C. 前面 là trước mặt, phía trước. 几个人, mấy người? Số 9 các em. Ta zài shuì jiào nè. Ta zài shuì jiào nè. Ta zài shuì jiào nè. Anh ấy đang ngủ. Đáp án A. Shuì jiào là ngủ. Zài shuì jiào là đang ngủ. Câu số 10 các em. Chú ý. Jīn tiān zhōng wǔ wǒ men chī mǐ fàn. Jīn tiān zhōng wǔ wǒ men chī mǐ fàn. Jīn tiān zhōng wǔ wǒ men chī mǐ fàn. Hôm nay buổi trưa chúng ta ăn cơm, mǐ fàn tức là cơm các em, chúng ta chọn đáp án B. Phần số 3. Tất cả có 5 câu thôi. Mỗi đề thì nghe 2 lần. Ví dụ. Ni hao. Chào bạn. Ni hao. Chào bạn. Hen gao xiang ren shi ni. Rất vui được quen biết bạn. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Hen gao xiang. Hen gao xiang ren shi ni. Chào bạn, rất vui được quen biết bạn. Các em thấy là hình C đúng không? Hình C. Chào bạn, rất vui được quen biết bạn. Và bây giờ chúng ta lắng nghe để chúng ta chọn đáp án các em. Bây giờ bắt đầu. Đề số 11. Câu 11. Nǐ kàn jiàn wǒ de gǒu le ma? Nǐ kàn jiàn wǒ de gǒu le ma? Zài nà nè. Cẩu tức là con chó các em. Đáp án B. Nǐ kàn jiàn wǒ de gǒu le ma? Bạn có nhìn thấy con chó của tôi ở đâu không? Ở kia kìa. Cẩu, chó các em. Câu số 12. Món ăn khi nào mới nấu xong? Sau 5 phút nữa mới xong. Đáp án A các em. Món ăn khi nào mới nấu xong vậy? Sau 5 phút nữa. Ủ phân trung hậu. Đáp án E các em. Chai là thức ăn, món ăn, đồ ăn. Câu số 13. Ở đây phong cảnh rất là đẹp. Vậy thì chúng ta chụp thêm vài tấm nữa đi. Đáp án F các em. Câu số 14. Xin tại xa miền xe sang mì đa miếng zi. Mời bạn viết tên ở phía dưới đây. Được rồi. Có phải đây đây không? Xin tại xa miền xe sang mì đa miếng zi. Mời bạn viết tên của bạn ra phía dưới này. Được rồi. Là ở đây phải không? Đáp án A các em. Xe nì tơ mỉnh dừ, viết tên của bạn ra. Câu